Ngày 20 tháng 11, Trung tâm Văn hóa, Thương mại, Đa chức năng và Khách sạn Hà Nội Moscow sẽ chính thức khánh thành, góp phần làm phong phú thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, thành phố Hà Nội và Moscow nói riêng. Cùng với nhà Moscow tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa, Thương mại, Đa chức năng và Khách sạn Hà Nội Moscow là công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Moscow với vốn đầu tư 240 triệu đô la Mỹ và là trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất tại nước ngoài có vốn đầu tư từ trong nước của người Việt. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, đây sẽ là nơi ở và kinh doanh hợp pháp cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối doanh nghiệp hai bên, là địa điểm để các doanh nghiệp trong nước đặt văn phòng đại diện, chi nhánh, showroom, giới thiệu hàng hóa đến thị trường Liên bang Nga. Công trình là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai thành phố, hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và là địa chỉ sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc. Dự kiến lễ khánh thành có sự tham dự của đoàn công tác thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu cùng các quan chức thành phố Moscow. Trong khuôn khổ lễ khánh thành, Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội Moscow sẽ có một chương trình văn nghệ đặc sắc với các ca sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và các nghệ sĩ Nga để phục vụ bà con cộng đồng người Việt.